Mình quay cho các bác coi nhé, về cái cây đơn châu chấu nhé, nó mọc ở trong rừng ấy. Ở đây là nó mọc giữa rừng keo, à rừng rừng sợ, mọc rất là nhiều, mọc hoang ấy. Đây, cây này rất là tốt trong điều trị bệnh xương khớp nhé. Các bác chặt về phơi khô, rang vàng hạ thổ. Rất là tốt, nó lên quá trời. Các bác ngắm về rượu quá trời luôn đấy, cái đơn châu chậu ấy. Nó lên đây nữa, lên rất là nhiều. Cây này thì thuộc rất là quý.